Sáng nay, Ủy ban dân phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa đã tổ chức giải Việt Giả chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập phường. Giải thu hút 700 vận động viên thi đấu hai nội dung gồm 3 km nam và 3 km nữ. Các vận động viên đã tham gia giải với tinh thần sôi nổi, vui tươi. Giải Việt Giả cũng là dịp để đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao trong nhân dân, đồng thời hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai được thành lập theo Nghị định số 190 ngày 29 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ, trên cơ sở tách ra từ một phần phường Tân Phong và tiếp nhận một phần phường Tân Tiến. Đến nay, phường Trảng Dài được xem là siêu phường của cả nước khi dân số đã tăng lên hơn 120.000 người.